Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Tản ra đi chết máu này ơi, trời ơi, ổ Nga Mi tại khu vực số 14 có 3 con Nga Mi lên em ạ. Và rất có khả năng đó là một Nga Mi từ khu vực số 15 di chuyển lên. Và hôm nay chúng ta có một trận tâm ma tại server S868. Và trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Phan Ken. Hôm nay thì anh em Phan Ken sẽ đi cùng với hai nhân vật tài rất là to anh em ạ. Từ từ, chúng ta có giao tranh tại khu vực số 14 rồi. Như vậy là cái bàn đã bị kết thúc. Tiếp tục là ai đây? Mình thấy là tiêu dao đội bạn không, đó là Nga Mi đội bạn đã mất rất nhiều máu và di chuyển về khu vực số 15. Như vậy là trong pha giao tranh vừa rồi, chúng ta đã kết thúc được một thành viên của team đội bạn. Có một con lôm từ khu vực số 15 di chuyển lên anh em ạ. Một tiêu dao nữa, Nga Mi chúng ta đã bị lóc rồi. Có cả một cái bang, cẩn thận. Wow, khá là nguy hiểm. Và tàng kiếm chúng ta hiện tại vẫn còn kẹt tại khu vực số 14. Tàng kiếm đã quay trở lại rồi. Đó anh em thấy không, mình úp người ta chạy loạn là mình phải quay trở lại liền nha anh em ơi. Nó kéo team về là vất vả cực kỳ. Rồi, thông tin luôn cho anh em là hôm nay cái trận tâm ma này có một nhân vật rất là quen thuộc với chúng ta hiện tại chơi môn phái tàng kiếm, đó chính là Cua nha anh em ơi. Cua đang chơi tàng kiếm. Và đi cùng với Cua thì còn ai xa lạ nữa, đó chính là Mỡ. Và Mỡ đang chơi môn phái tiêu dao. Chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 14. Rất trống rồi anh em ạ. Và mình thấy ngay bây chúng ta đã có được quyển bí kíp của chiêu âm phong bạch cúc trảo. Đó là chiêu có khả năng hỗ trợ cho Nga Mi hồi máu cũng như là hỗ trợ team hồi máu anh em ơi. Rồi, farm hết lính này thì chắc chắn là mình sẽ đi quét map rồi. Với cách đánh của Cua thì mình không có quá gì xa lạ rồi anh em ơi. Cứ việc đi quét map liên tục. Và chúng ta di chuyển về khu vực 15, lướt vào, lóc lên rất đẹp. Nga Mi đặt vòng, chiêu 2, chiêu 3, chiêu cuối luôn. Cung Lôn vẫn đang bị khống chế, Cung Lôn đã chạy được về khu vực số 14. Chúng ta có một cái bạo kích. Và anh em thấy là hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chúng ta chỉ còn có 17 đội. Côn Lôn đã làm tròn được tàn kiếm và Côn Lôn tiếp tục chạy về khu vực số 13 và mất dấu luôn rồi anh em ạ. Côn Lôn chạy khá là hay. Rồi bây giờ các thành viên chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào đây. Hiện tại team chúng ta đang full máu, full kỹ năng thì chắc chắn là anh em sẽ vẫn tiếp tục di chuyển. Mình thấy là các thành viên mình đã bán tài nguyên rồi anh em ạ. Như vậy bước tiếp theo khả năng đội hình của mình sẽ chạy về thương nhân. Để xem là mình còn tưởng đúng hay không nha. Đó, thương nhân khu vực số 5. Và chúng ta đang có mặt tại khu vực số 15, lại có giao tranh nữa rồi. Đó là thần cơ. Nga Mi đặt vòng. Tiêu dao đang bị lóc, chúng ta vẫn... Wow, hiện tại là team của mình đã bị yếu máu trong tình huống vừa rồi. Do đó chúng ta buộc lòng phải rút trở lại anh em ạ. Khá căng cho pha giao tranh vừa rồi. Rồi bây giờ team chúng ta cần phải hồi máu lại. Anh em thấy là đây là trận tâm ma diễn ra lúc 16:30 chiều, nhưng mà các team đánh nhau khá là căng thẳng. Phải nói là server 868 anh em cầm tay khá nhiều. Như vậy là các thành viên của mình đã hồi phục lại được hơn 60% máu rồi anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về đâu đây? Ảo tượng đã mở được hơn 30 giây và chúng ta vẫn còn một cái ảo tượng tại khu vực số 2. Kèo này chúng ta sẽ quay trở lại thường nhân. Với con Nga Mi này, nãy bây giờ mình quên giới thiệu cho anh em, đây là con Nga Mi diệt ý nha anh em ơi. Đây là con Nga Mi thức tỉnh. Nga Mi này thì nó sẽ khá là hạn chế về sức mạnh ở trong hoạt động tâm ma. Do đó rất là kén người chơi. Nhưng mà nếu anh em chơi con Nga Mi này thì chúng ta sẽ ưu tiên hai quyển bí kíp, đó là chiêu Thiên Vũ Bạo Luân và chiêu cuối cùng đó chính là chiêu Cửu Âm Bạch Cúc Trảo. Nhưng mà mình vẫn ưu tiên Thiên Vũ Bạo Luân nhiều hơn bởi vì nó là cái chiêu gây đam và có khả năng tạo hiệu ứng đóng băng khi anh em lên được quyển bí kíp sơ nha. Và lần này chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 5, một tình huống di chuyển rất là bắt buộc anh em ơi. Rồi, Côn Lôn có quần xét tung ra tiếp tục đánh thường, lướt một cái nữa Nga Mi mình chẳng máu rồi. Wow, Nga Mi đã thoát khỏi sự khống chế của Côn Lôn. Quá may mắn cho tình huống vừa rồi, chỉ cần một đòn đánh nữa thôi là Côn Lôn sẽ kết thúc được Nga Mi và chúng ta phải chia tay cái clip này luôn anh em ạ. Nhưng mà làm sao Nga Mi chết được đúng không? Nga Mi mà chết thì làm sao anh em có trận này để xem nè. Rồi thôi, cố gắng trong thời gian đó thì hai đồng đội chúng ta đã mua được rất nhiều quyển bí kíp cũng như là trang bị tại khu vực số 5 và tiêu dao đã có quần thể kim cang quay trở lại khu vực số 5 anh em ạ. Tiêu dao sẽ làm gì đây?
Như vậy là mình thấy Tiêu Dao đã có một điểm hạ gục tại khu vực số 5 rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, thôi bây giờ thì cố gắng hồi máu lại cho bạn Nga Mi trong team của mình nha. Tung chiêu kỹ năng các kiểu con đà điểu luôn em ạ. Rồi, Nga Mi đã hồi phục lại được 50% máu. Phải nói là vất vả cho Nga Mi cực kỳ. Đó là lý do vì sao mà cái con Nga Mi diệt ý này khá là kén người chơi trong hoạt động tâm ma nha. Chỉ có lâu lâu anh em đổi gió chơi Nga Mi cho nó bớt kiểu như anh em chơi phái hot nhiều quá rồi chúng ta chán anh em ạ. Chuyển qua chơi Nga Mi tạo độ khó cho game. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 chuẩn bị kết thúc. Và chúng ta lại có giao tranh tại khu vực số 7 nữa rồi. Đó là thần cơ có bạo kích và thần cơ đã lên bài điểm số. Quá tuyệt vời anh em ạ. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi. Và chúng ta còn 10 đội để tiếp tục bước về vòng số 2. Đó, căng nha. Kèo vẫn còn rất căng anh em ạ. Wow, mình thấy rất là đông tại khu vực số 7. Và chúng ta có di chuyển xuống hay không? Chuẩn bị di chuyển không? Có team từ khu vực số 1 di chuyển sang, đó là Tiêu Dao tàn kiếm rồi. Nga Mi đã giữ khoảng cách rất tốt anh em ạ. Tiếp tục dồn đam về team đội bạn. Tàn kiếm đã mất 7x, Tiêu Dao chúng ta hiện tại đang bị khống chế. Tàn kiếm đã quay ngược trở lại và tình huống vừa rồi anh em thấy là chúng ta đã tiêu diệt được Tiêu Dao của team đội bạn. Nó nhờn với chúng tôi. Rồi thôi, cố gắng hồi máu lại thôi anh em ơi. Vừa định chạy về khu vực số 7 đánh nhau, không ngờ đội bạn từ khu vực số 1 di chuyển sang. Tính ra cái team đó di chuyển hơi vội nha anh em ơi. Mình nghĩ team đó phải chờ thương nhân xuất hiện thì di chuyển nó sẽ hay hơn. Team mình đâu có yếu máu đâu mà chạy qua nó hốt hàng ta. Bây giờ chúng ta di chuyển về khu vực số 9. Đây một team, đó là Thiên Vương. Rồi, chặt, chém. Như vậy là Thiên Vương với cái quần thể kim cang đã chạy thành công. Chúng ta có một tàn kiếm anh em ạ. Kết thúc tàn kiếm nào. Tuyệt vời, và đó là điểm hạ gục về cho Ken tay bé. Tài bé nhưng mà không bé chút nào nha. Đó anh em thấy không, có 2 đội lên bài điểm số rồi, 3 đội lên bài điểm số luôn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn 7 đội thôi và chuẩn bị chạy sang khu vực số 2 nào anh em ơi. Ông áp rồi đó, kỹ năng đã được hồi. Nghe mấy anh em phải canh cái chiêu 1 chuẩn nha anh em. Chiêu 1 canh chuẩn là chúng ta đóng băng khống chế tạo đam khá là mạnh với chiêu này. Rồi, tiếp tục, còn cái gì mua cái đó nha, tăng cấp bí kíp nè, phục ma thạch rồi ô tè le hột me luôn anh em ạ. Quạt chiêu cuối cái nữa anh em, hồi khúc máu cho người ta sợ liền. Đây có team, đó là Thiên Vương, rồi đặt cái vòng hơi sai sai. Team đoạn có 3 người, Thiên Vương đã bị kết thúc rồi, cùng luôn hiện tại đang bị khống chế, nhặt luôn cái bông sen, nhặt luôn. Bông sen đã được nhặt và bên này vẫn còn Minh Giáo anh em ạ. Như vậy là cùng luôn cũng đã bị kết thúc rồi. Đội bạn vẫn còn một Minh Giáo thoát thân thành công. Tình huống đó mình thấy là team đội bạn đang có ý định di chuyển về khu vực số 3. Không, đó là khu vực số 4 nhưng đã bị chúng ta đuổi theo sau anh em ạ. Một pha đánh úp bất ngờ từ phía sau dẫn đến là đội bạn không kịp phản kèo. Rồi, chờ tài nguyên xuất hiện một cái nữa chúng ta sẽ bắt đầu đi quét map. Hiện tại số đội vẫn còn 6 đội. Tiêu Dao và tàn kiếm. Tiêu Dao và tàn kiếm đã quay trở lại rồi. Mình thấy là Tiêu Dao đã mất né rồi nha anh em ơi. Tiếp tục di chuyển về khu vực số 11. Có quân thể kim cang và chúng ta chạy thẳng về khu vực số 10. Rất trống anh em ạ. Khả năng ở những khu vực số 5, số 6, số 7 rất cao. Rồi chạy luôn bà con ơi. Cái quần hết luôn. Có Nga Mi bên này. Bắt Nga Mi lại. Không đóng băng được Nga Mi. Tiếc quá, và ảo tượng đã xuất hiện. Hiện tại Tiêu Dao chúng ta đang có mặt tại khu vực số 7 rồi. Rồi, tàn kiếm đã yêu máu, khu vực số 7 có biến. Wow, tại khu vực số 7 và Tiêu Dao chúng ta trắng máu rồi anh em ạ. Vừa rồi xong luôn, Tiêu Dao lên bàn thờ rồi. Dưới này anh em thấy có gì đây? Một Tiêu Dao, một Dương Môn. Tàn kiếm mình đã thoát thành công. Đúng với phong cách của cua với mỡ này mà đánh rất là hổ báo luôn, cực kỳ hổ báo. Rồi anh em ơi, quạt chiêu cuối để hồi máu cho nhân vật tàn kiếm chúng ta anh em ạ. Đó, một lần hồi được 8.000 mấy máu.
Bây giờ thì team chúng ta chỉ còn có 2 thành viên và trận tâm ma trở nên khó khăn hơn khá là nhiều cho anh em rồi. Bởi vì bây giờ chúng ta không có sự hỗ trợ của Tiêu Dao, nếu như Ngami mà bị team đội bạn khống chế chắc chắn là không chạy được luôn anh em ạ. Rồi, với khả năng farm khá tốt thì thằng kiếm chúng ta đã hồi phục lại một lượng máu hơn 60%. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi chết tài nguyên thôi anh em ơi. Hiện tại vẫn còn 6 đội và bắt buộc tình huống này mình phải thay đổi chiến thuật rồi, đi chết tài nguyên ưu tiên. Đó là một Minh Giáo, một Ngami và thằng kiếm chúng ta đã kinh công thành công rồi. Vẫn đang bị khống chế, thằng kiếm đã lên bị ít nhưng mà Ngami chúng ta đã chạy rồi anh em ạ. Thằng kiếm đã thoát được về khu vực số 11. Trời ơi, một chút siêu nữa thôi. Ủa thưa bạn, ngoài Ngami Minh Giáo còn ai nữa ta? Tình huống đó Minh Giáo nó mất Mỹ Thiên, mình hoàn toàn có khả năng quay lại để vả được ở nhà Ngami. Chúng ta quay trở lại khu vực số 2. Anh em có thể nghía về khu vực số 1 chút xíu được thôi anh em ơi. Lỡ như có team nào ăn boss thì mình cũng hơi vất vả cho anh em. Rồi, con rương kìa, mở luôn, đúng rồi, đừng ngại. Trời ơi, dòng 2 mà, ai bỏ đồ thì mình cứ việc nhặt anh em ạ. Thằng kiếm đã chạy về khu vực số 1 để chết boss. Chúng ta tận dụng những giây phút còn lại của vòng số 2 để tiếp tục di chuyển quét map. Và hy vọng sẽ có những pho giao tranh ở những giây phút cuối cùng này. Tiếp tục chạy thẳng về khu vực số 20, có team đó là một côn lôn, côn lôn đã bị đóng băng rồi. Wow, anh em thấy là quạt một cái, côn lôn mất rất nhiều máu nha anh em. Ngami đang có bạo kích và đây là một con Ngami chiến. Chúng ta có Dương Môn và chỉ còn khoảng vài giây nữa thôi, như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi anh em ạ. Dương Môn đã bị chúng ta cấu hơn 50% máu. Rồi, vòng số 3 này mình nghĩ là kèo căng đây, bởi vì chúng ta vẫn còn 5 đội. Ngami và Tàng Kiếm vẫn còn bạo kích. Hai môn phái đam có bạo kích. Đó là côn lôn khác này nè bạn. Một Minh Giáo, một Ngami. Tàng Kiếm ơi, đặt lòng vào lĩnh. Chúng ta tiếp tục hỗ trợ nào. Đội bạn đã di chuyển về khu vực số 8 rồi. Ngami của mình đã mất máu. Căng thẳng quá anh em ạ. Rồi, bây giờ thì Ngami đã hồi phục được 60-70% máu, có lẽ là chúng ta sẽ di chuyển về khu vực số 2. Và mình nghĩ là nên để Tàng Kiếm di chuyển qua trước nha anh em. Rồi, một người mua, một người canh nào. Đó, gom lẹ, đồ rất là nhiều. Đây, một Tiêu Dao đã bị cố né rồi. Rất may là Tiêu Dao đã không xuống ngựa để lock chúng ta. Một cái bạo kích, như vậy là Ngami chúng ta đã ăn bạo kích rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Đó là khu vực số 3 và hiện tại số đội đã giảm đi thêm một đội, chúng ta còn 4 đội. Rồi, tầm này thì anh em thấy là Ngami khá khỏe rồi. Chúng ta đã có bạo kích, có khả năng hồi máu mạnh hơn. Sốc đam cũng mạnh hơn nữa rồi anh em ạ. Wow, như vậy là chúng ta được nhường lại một cái tấn công. Ngami đang có cả tấn công bạo kích để dùng đam. Bây giờ chiêu nào của Ngami đánh cũng đau nha anh em, phải nói là chiêu nào cũng đau. Như vậy là có thêm một đội nữa là bà team 3, chúng ta đã bắt gặp tại khu vực số 6 rồi. Có giao tranh, bắt ai trước đây? Thiên Vương đã xoay trùy, cẩn thận nào. Đội bạn đã yếu máu khá nhiều. Ngami chúng ta cũng yếu máu, Tàng Kiếm vẫn ở lại đánh trả anh em ạ. Wow, Tàng Kiếm một mình cân ba và Tàng Kiếm đã lên 7S rồi. Như vậy chúng ta đã kết thúc được một thành viên trên địa bàn. Tàng Kiếm đã chạy. Một điểm hàng gục nữa. Quá tuyệt vời. Như vậy là team Đà Ba đã bị chúng ta đánh cho rã đội hình và chỉ còn một mình Tiêu Dao thôi anh em ơi. Tàng Kiếm vẫn đang có mặt tại khu vực số 5 để đối đầu với Tiêu Dao nhưng có lẽ là Tiêu Dao đã thoát thân. Ui, Tiêu Dao một chấm máu kìa anh em ơi, lên ngựa đuổi theo nào. Đây là một Tiêu Dao khác, như vậy là trong bản đồ này hiện tại đang có hai Tiêu Dao. Rồi,
cẩn thận nha. Bây giờ bắt buộc là Ngami của mình phải bám sát theo tàng kiếm, bởi vì trong bản đồ này tiêu dao khá nhiều. Còn có hai đội mà hai con tiêu dao là thấy hổng ham chút nào anh em ạ. Và ảo tượng xuất hiện, chúng ta có quần thể kim cang. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Khu vực số 7, số 8 có ảo tượng, đó là một tiêu dao. Tiêu dao đã bị mất né rồi anh em ơi. Tiêu dao đã thoát thân. Hai con tiêu dao mà nó úp team mình thì hơi vất vả nha anh em. Để xem là tiêu dao ở bên server 868 sẽ làm gì với đội hình của mình đây. Như vậy là mình đã mở thành công được cái ảo tượng ở khu vực số 8 và tiếp tục mở tại khu vực số 7. Ảo tượng khu vực số 3 cũng đã được mở rồi. Đó, tiêu dao xuất hiện, chạy liền, ui bị nó kéo, bị lóc. Đó, tàng kiếm, ui rồi chặt chém luôn, chiêu 2, 3. Như vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc được tiêu dao chí tôn. Cộng lao đã thuộc về Ngami anh em ạ. Phải nói là chiêu 2 của Ngami sốc đam rất mạnh. Mình thấy là tình huống vừa rồi là tiêu dao đội bạn vẫn còn khoảng 20-30% máu nha. Đó, con này mà được kiểu như anh em có một cái vị trí đứng tốt đẹp, chúng ta được đánh, chúng ta được chơi game thì đam khá ổn. Nó chỉ sợ những con như là hệ thổ hoặc là những con sốc đam như tiêu dao thôi anh em ơi. Và cái hạn chế của con Ngami diệt ý này là khi anh em bị khống chế thì mình sẽ không có được cái hóa giải khống chế để thoát thân. Và như vậy là hiện tại trong bản đồ này mình chỉ còn đối đầu với một tiêu dao. Đó, tiêu dao ỷ thiên mất nẻ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đuổi theo. Rồi, thôi bây giờ theo mình nghĩ là chúng ta nên mở rương đi anh em ạ. Chuẩn bị có một cái lượt tài nguyên cuối cùng thì anh em sẽ chích tài nguyên nha. Mình phải ăn hết tài nguyên không cho con tiêu dao kia nó ăn nha anh em. Đặc biệt là mấy cái tấn công bạo kích đó, anh em cứ việc chơi thoải mái đi, đừng có nhường nhịn ai cả. Rồi, bây giờ mà tiêu dao bên kia vẫn không úp về đội hình của mình thì anh em hiểu rồi đó. Rất khó để có thể chiến thắng được trận tâm ma này. Đó, tấn công bạo kích luôn, quá thơm anh em ạ. Tiếp tục mở rương. Và như vậy là thời gian của vòng số 3 chúng ta chỉ còn khoảng 15 giây nữa và tiêu dao bên kia vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ là trận tâm ma này sẽ kéo dài đến vòng số 4 để anh em sẽ kết thúc nó. Và để xem là anh em sẽ chơi chiến thuật Fenlay solo hay gì đấy. Tăng kiếm đã có giao tranh tại khu vực số 7 rồi anh em ơi. Và như vậy là thời gian của trận tâm ma đã kết thúc. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang vòng cuối cùng. Tiêu dao đội bạn hiện tại chỉ còn khoảng vài phần trăm máu thôi. Trời ơi, kèo này để Ngami solo thoải mái rồi. Ê, cho nó ăn máu luôn em. Trời ơi, tiếc quá đi. Tiếc quá. Anh em đánh thường đánh cái cấu né được rồi. Chơi nguyên cái chiêu quá mạnh vô mặt của nó luôn. Chiêu dao lốp, chúng ta có chiêu cuối và... Rồi xong. Ngami đã kết thúc được tiêu dao luôn anh em ạ. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi. Một trận tâm ma với môn phái rất kén người chơi, quá tuyệt vời đúng không anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.